Ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp huyện Long Điền khẩn trương điều tra nghi án mẹ ruột và người tình bạo hành một bé trai 3 tháng tuổi đến tử vong. Qua xác minh, bé trai này là con của L, 15 tuổi, thường trú thành phố Cần Thơ. L đang sống như vợ chồng với A, 19 tuổi, tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Trước đó, ngày 17 tháng 7, bé trai được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, qua chẩn đoán, bé bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy xương ở nhiều vị trí, nhiều vết xước trên da mặt và cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng. Đến ngày 31 tháng 7, bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm và xuất huyết não. Liên quan vụ ngư phủ bị đánh gây thương tích trên tàu cá, chiều ngày 17 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang thông tin vừa giải cứu thêm 2 nạn nhân. Như vậy, đến nay lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 nạn nhân bị đánh trên tàu cá. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp nhận được nguồn tin từ Tổng đài Quốc gia 111 và nguồn tin của công dân về việc có ngư phủ làm việc trên tàu cá bị đánh đập gây thương tích. Đến ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng đã giải cứu được 3 ngư phủ trên tàu bị chấn thương, nghi bị đánh đập. Quá trình điều tra vụ việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang yêu cầu chủ tàu đưa tàu và các thuyền viên vào bờ để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc. Vào ngày 14 tháng 8, khi tàu cá vào bờ, lực lượng biên phòng xác định và giải cứu thêm 2 nạn nhân khác cũng bị đánh trên tàu. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, các nạn nhân trình bày do làm nghề ngư phủ thức đêm nhiều, yếu sức làm không nổi. Khi có cơ hội, mọi người định nhảy xuống biển bơi vào bờ thì bị phát hiện. Một người tên Mỹ đi chung tàu đã dùng cây đánh. Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1985, ngụ huyện Châu Phú, để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an xác định Vũ lợi dụng sự tin tưởng của gia đình anh Tê, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, bà con bên vợ Vũ, giao tiền cho Vũ để mua 7 nền nhà, đồng thời giao cho hai vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Vũ dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán đất, rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng. Thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại lần hai nhưng không cho gia đình anh Tê biết, rồi đem bán 7 nền nhà chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Vũ sử dụng để chơi chứng khoán và tiêu xài cá nhân. Sau đó, anh Tê làm đơn tố giác hành vi của Vũ đến cơ quan công an. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Long, sinh năm 1993, ngụ xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, 17 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2022, Long chạy xe máy về nhà bà ngoại ở xã Trà Giang. Khi đi ngang quầy bán thịt sát quốc lộ 14D, Long nhìn thấy bà Tê, sinh năm 1958, ngụ xã Trà Giang, đang ngồi nói chuyện với vài người phụ nữ bên trong. Nhớ lại chuyện trước đây bà Tê hay cười, thiếu thiện cảm với mình, nên Long chạy về nhà ngoại lấy cây rựa, rồi quay lại đuổi chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, lưng của bà Tê. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của bà Tê là 62%, trong đó có nhiều vết thương vùng đầu gây vỡ xương hộp sọ, tụ máu ngoài màng cứng, phù não. Cáo trạng xác định, hành vi vô cớ dùng rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu, lưng của bà Tê là những vùng trọng yếu của cơ thể có thể dẫn đến chết người. Bà Tê không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, do đó hành vi của Long đã cấu thành tội giết người với tình tiết định khung, có tính chất côn đồ. Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt mức án 17 năm tù. Sáng ngày 18 tháng 8, ông Trần Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể ông Quy, 74 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm, nghi bị chết cháy khi đốt vườn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 8, ông Quy ra khu vực vườn sau của gia đình làm vệ sinh, phát dọn cây tạp, sau đó đốt để chuẩn bị đất trồng lứa cây mới. Tuy nhiên, thời điểm này trời nắng nóng, có gió thổi, lửa bén cháy lan ra khu vực trong vườn. Có khả năng khi phát hiện sự việc, ông Quy đã một mình dập lửa, không may bị té xuống hố sâu gần đó không thể tự thoát được ra ngoài. Sau đó, ngọn lửa cháy lan đến khu vực ông Quy gặp nạn khiến nạn nhân chết cháy. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được chính quyền địa phương và người dân dập tắt hoàn toàn. Lúc này, mọi người phát hiện thi thể ông Quy đã bị cháy xém, cách nhà khoảng 50 mét.